tiền thì tôi không thiếu, nhưng mà căn bản tôi có thích hay không thôi. Vấn đề em đang nói chuyện. Alo, sao anh à? Đi nào cơ? Sao? Cho mày cho tao địa chỉ á? Ra luôn đi nhá. Căng tê nhỉ. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ra trường. Nhớ cánh phượng hồng bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường. Là ngày ta đua nhau vài câu nói, rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây, từng áng mây vội bay cùng ngày dài trôi mãi. Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, mang bao kỷ niệm. Ngày ta không còn bên nhau có buồn không? Nay mai xa mãi trường, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí, sẽ chẳng bao giờ quên. Từng cánh phượng mông thắm trên vai thầy. Xoay quay ngược ngày ban đầu, chẳng dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngỏ lời. Thời học sinh của tôi là như thế, ngủ quên đến lúc ra về. Là tầm thương một cô bạn ngồi kế, mà tương tư suốt năm dài. Những vấn vương đầu tiên làm trái tim chẳng yên vì tình yêu ấy. Giờ chỉ xin một lần được nói hết những điều trong tim. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn khổ.
quãng thời gian cô cho mình ở cùng nhau, học tập cùng nhau đã gần gần hết rồi. Và cô nhớ là thời gian đầu khi khi nhận lớp lớp mình là lớp 11, và cô thấy rằng là rất là háo hức và chờ đợi với cái lớp 11A4. Nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà gặp các em thì lại gặp qua online, và nhìn gương mặt của các em qua cái màn hình của online, và lớp mình đã làm cho cô gọi là một cái khoảng thời gian là rất là dài cô mới nhớ mặt được tất cả các em đấy. Và đến bây giờ thì đã gần hết lớp 12 rồi, và chúng ta chuẩn bị thi một cái kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, thì cô cũng rất là mong rằng là các em sẽ ôn tập thật tốt và học tập hết mình để cho cái kỳ thi, mà tức là cái thời gian gấp rút, thời gian cuối cùng này là chúng ta chuẩn bị cho cái kỳ thi được tốt nhất. Và cô rất là mong rằng là tất cả các em đều thành đạt và hạnh phúc, giống như cái bài tập mà ở trên bảng các em đang ghi kia, đó là bài tập về nhà là phải thật thành công và hạn nộp là cuối đời.